Vọt đọt kéo đọt, to thân mập đọt cây hoa cúc ở Đồng Nai. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Với cái số này thì các anh chị có thể pha được khoảng từ là 800 đến hơn 800 lít nước để phun xịt cho cây hoa cúc, để giúp cho cây hoa cúc là to thân mập đọt, giúp kéo đọt, mập đọt, cung cấp một số dinh dưỡng tốt nhất để cho cây trong thời kỳ sinh trưởng phát triển nhé, cây hoa cúc nhé. Hàng nhập khẩu từ Pháp này. Sử dụng bình 20 lít thì các anh chị dùng cái gói này khoảng tầm 25 ml. Gói này nó sẽ được 20 bình nhé, gói 500 g này. Kết hợp cùng với một nửa viên này cho một bình 20 lít nhé. Các anh chị phun xịt cho cây trong cái thời kỳ mà cây đang sinh trưởng phát triển nhé. Còn nếu dùng phi 200 lít ấy, thì một nửa gói cùng với 5 viên này thôi. Nó cũng sẽ giúp cho cây là lá xanh, mướt lá, đẹp lá, bung đọt, vọt chồi, và đồng thời còn hỗ trợ cho cây là phục hồi nhanh, giúp cho cây phục hồi nhanh sau khi bị nấm bệnh tấn công nữa nhé, và những cây con nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.